Rồi, ok, thưởng chào cả nhà. Sáng giờ mình cũng anh em khách lại nhà lấy cái máy tên Bình Nghị chạy xuống lấy cái máy 8 feet ha. 8 feet tên Bình Nghị, Bình Nghị, Bình Nghị gì ha. Anh nói không quên nè, với một anh bên Gia Thuận là dài đắp Gia Thuận ha. Lấy cái máy IGBT 2,5 triệu đừng đánh là mặn ngọ ở Gia Thuận ha. Đó, với cây máy của nó ngọ của anh ở dưới Gia Thuận cũng ở tới dưới Tân Thành sẽ sạn lát lên lấy ha, chiều lên lấy. Đó, này thì mình cũng giao cho pin đi ha. Đó, pin đi hết đây. Đó, bữa nay giao hai cục pin 341 về luôn ha. Đây, cục pin này là của anh gì mình đọc luôn ha. Với cục pin 288 mà đang gói ha. Pin đang hiện tại đang hết rồi ha. Đó, pin này là pin 341 về của anh pin này 341 về ha, gồm là một cục sạc 5A, một ba lô, một pin ha, 2,7 triệu nhận được máy. Anh này thì anh Tâm anh ở là ấp 1 Long An, Cần Giuộc Long An ha. Đó. Còn pin này là 280 ampere, khách này khách quen ha. Đó, anh này thì anh mới mà anh lên coi clip anh thấy thì anh đồng ý anh đặt thôi. Còn anh này thì anh khách quen. Đó thì anh là pin là anh Sang anh ở là ấp Mỹ ha, Quý Tân, Sơn, Ba Chi của Bến Tre. Đó thì anh là cục pin 280 ampere là viên cuối ha, là hết rồi ha, là tầm khoảng tháng 2 tháng gì nữa nó mới về. Gồm là hai cục, một sạc đôi với một sạc đơn ha. 11.500.000 là nhận được ha. Đó, độ nặng là 15,5 kg. Đó, bên đây thêm mấy đơn hàng gửi cho khách nữa ha. Đó, mấy đơn hàng gửi cho khách. Có đi. À, đây, con máy này có anh Ly gì hả? Ở An Giang, ở Tiền Giang. Tiền Giang, còn đây là có anh Việt. Anh Việt thì khách quen ha. Hai gia con anh xài máy bên mình nay lâu rồi. Đó, thì anh Việt anh ở là ấp cái gì? Phường Phú Thứ ha, Cái Răng Cần Thơ. Còn đây thì bên 207 của anh Cường ha. Anh Cường anh ở là cây xăng Cần Thơ ha, giữa ta cái gì Thanh Phi Long, Châu Thành của Long An ha. Đó thì bữa nay anh đang còn mấy cục pin đó là hết rồi ha. Đó, hết pin rồi ha, pin 31V giờ còn mấy viên, còn pin 208 hết rồi. Anh em nào có mua thì tranh thủ mua, hết thì khoảng chừng 1 2 tháng nó mới về ha. 1 2 tháng nó mới về. Đây đang còn pin 31V ha. Hả, 31V đang còn được 6 quả ha. 6 quả lắp được 3 viên 31V đó là hết ha. Đó. Là pin hết ha, còn 288 là hết rồi nha. 288 hết rồi, còn 250 còn mấy cục ha. Anh em nào có mua thì mua sớm ha, nhanh thủ chứ còn hết là mình không có đào đâu ra được ha. Đợi trên đường về thôi. Trung Quốc chừng nào nó gửi về được hàng mới lấy được ha. Đó. Thì pin thì mình cũng nói rồi, pin xám 31 này còn được 6 viên ha. Lắp được 3 viên 31 ve gọi 62 viên rồi xong ha. Ở đây còn viên 62 đây. Đây. Đây viên này viên 62 thành phẩm rồi ha. Viên này viên 62 đây. Đó, còn viên này viên 44 rẻ tiền hơn, 62. Loại nhỏ lớn gì có đầy đủ ha. Còn pin này hàng cao cấp đây, 50 ampere có rồi ha. Đó, 50 ampere gắn đồng hồ led ha, 50 ampere giá nó 5 triệu ha, mình báo từ giá luôn. Pin nãy 31 ampere là gồm 3 viên là giá 2,7 triệu ha, bán bảo hành 2 năm. Còn pin này là pin 44 ampere, đó 4 triệu là bảo hành 2 năm luôn ha. Pin là đều bảo hành 2 năm. Mới đầu sang tới pin 50 ampere ha. Đó, 50 ampere thì cái pin này mình báo độ nặng pin 31 ampere độ nặng khoảng 3,5 kg ha. Pin này thì độ nặng gần 6 kg, pin này cũng nặng gần 6 kg ha. 44 cũng nặng 6 kg luôn, 62 cũng gần nặng gần 6 kg. Còn pin 50 thì nặng cũng gần 6 kg luôn, 5,2 kg, 5,3 kg vậy á. Là pin này 50 ampere ha, pin này dòng cao cấp mắc tiền hơn ha, sạc xả cân bằng đầy đủ hết. Giá cái này là 5 triệu ha, trộn bộ combo bao hành hết luôn. Pin này xịn hơn mấy bên kia ha. Xịn hơn pin màu xanh lá với màu xám nữa. Còn pin này là 75 ampere ha, giá nó là 75 ampere giá của nó là 5,5 triệu ha. Đó, còn pin này là pin 93. Giá nó là 5,9 triệu ha. Còn pin 170 ha. Đó là giá 8 triệu, pin 250 là giá 10 triệu ha. Còn pin 280 là 11,5 triệu. Còn pin 340 là giá 14 triệu ha. 340 đang còn cục ha. Anh em nào có đặt thì mình lắp được cục nữa xong ha. Đó là khoảng 1 2 tháng sau pin về có thì anh em mới mua được nó ha. Đó. Còn máy thì nhỏ lớn có đầy đủ ha. Anh em cứ alo trực tiếp ha.